khán giả Thuận Trần hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Kim Thanh rằng sau khi tiêm thì có những phản ứng phụ, vậy nếu như cả nhà cùng đi tiêm thì phải chăm sóc nhau như thế nào? Xin bác sĩ cho lời khuyên ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Câu hỏi rất là thực tế, cũng rất nhiều người hỏi chúng tôi, xong rồi gọi điện đến và bác sĩ ơi, cho nhà em chia ra làm 2 ca, tức là người này ốm thì còn có người kia chăm. Quả thực là đúng là cũng có thể như thế thật đấy ạ. Nếu mà rủ nhau cả nhà đi tiêm xong về mệt, nhưng mà thường vốn dĩ thì cũng không mệt đến mức độ mà cả nhà ốm nặng mà phải chăm sóc nhau. Những phản ứng nhẹ nhàng sau tiêm thì cả nhà mệt thì cùng nghỉ thôi ạ. Có khi ăn cùng một chế độ, uống cùng một chế độ lại vui á, lại động viên nhau. Người nọ nhìn người kia thấy là tất cả đều phản ứng nhẹ cả, không có gì đáng lo. Vâng, có thể thấy là còn ai lo quá thì chia ca. Vâng, một nhóm tiêm trước, một nhóm tiêm sau. Quý vị khán giả cũng rất là lo lắng thực tế đấy ạ. Khán giả Nguyễn Thị Thanh Châu hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng rằng tôi bị viêm gan B mạn tính, đang điều trị hơn 3 năm nay, xét nghiệm HB AG dương tính 140, tải lượng virus âm tính và men gan không cao, thì tôi có đủ điều kiện để tiêm chủng không? Và nếu tiêm thì tôi có cần lưu ý điều gì không ạ? Hiện nay thì theo các cái thông số mà bạn đưa ra thì bạn đang là một bệnh nhân bị viêm gan B mạn tính nhưng mà đã ổn định. Đặc biệt là cái dấu hiệu về tải lượng virus và không có cái hủy hoại tế bào gan, thể hiện là cái men gan không cao. Thì như vậy là không có chống chỉ định hoàn toàn, mà đây chỉ là trường hợp thận trọng khi tiêm chủng. Thì bạn có thể đến các cái cơ sở y tế để các bác sĩ kiểm tra sức khỏe hiện tại một lần nữa và chỉ định tiêm chủng cho bạn. Tôi khẳng định là bạn hoàn toàn có thể có cơ hội để được tiêm chủng vaccine COVID-19 để được bảo vệ phòng bệnh truyền nhiễm này. Khán giả Bùi Luận ở Đà Nẵng hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng rằng tôi nghe nói sắp tới chúng ta có thể xem xét tiêm vaccine cho trẻ em. Xin Phó Giáo sư có thể cho tôi biết thêm thông tin về vấn đề này được không? Hiện nay thì một số các quốc gia ở châu Âu và ở Mỹ họ đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, vì chúng ta hiện nay trên toàn thế giới đã thực hiện cái việc tiêm chủng vaccine cho người lớn từ 18 tuổi trở lên. Và trước cái tình hình gánh nặng bệnh tật, sau khi chúng ta đã bảo vệ được nhóm tuổi lớn thì trẻ em lại trở thành nhóm đối tượng rất là nguy cơ. Thì hiện nay là cũng có một số các cái nhà sản xuất họ đã thông qua hướng dẫn tiêm chủng cho trẻ em đã được Tổ chức Y tế Thế giới cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để tiêm chủng cho trẻ em. Ví dụ như là vaccine Pfizer, vaccine Sinopharm đã có chỉ định tiêm chủng cho trẻ nhỏ, trẻ từ 5 tuổi trở lên, và Sinopharm thì có thể chỉ định tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Thế và chúng tôi cũng được biết đây là một cái vấn đề rất là được quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Bộ Y tế. Thì tới đây chúng tôi cũng sẽ cố gắng tìm thêm có nhiều nguồn cung vaccine nữa và xem xét tính an toàn của các cái vaccine mà được chỉ định tiêm chủng cho trẻ em để Bộ Y tế có cái hướng dẫn chính xác là loại vaccine nào sẽ được sử dụng tiêm cho trẻ em. Và chúng tôi rất mong muốn là thực sự cái việc cung ứng này đúng như cam kết của các cái nhà sản xuất trên thế giới. Theo như hợp đồng ký với Việt Nam, với Bộ Y tế Việt Nam thì họ cung ứng kịp thời thì chúng ta sẽ có thể được tiêm chủng vaccine cho trẻ em vào quý 4 năm nay. Đấy là một cái mong muốn của tất cả những người làm công tác tiêm chủng như chúng tôi, cũng như các cán bộ đồng nghiệp như Phó Giáo sư Thanh cũng sẽ rất mong muốn để chúng ta có được một cái cộng đồng được bảo vệ nhiều hơn, không chỉ là người lớn mà dần dần tới các cháu, để cho các cháu còn có cơ hội đến trường. Vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo được gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Thanh từ khán giả Nguyễn Khánh Ngọc ở Hà Nội. Bác sĩ ơi, tôi bị chậm kinh mấy hôm rồi và tôi không biết là mình có mang thai hay không, vì thử thì vẫn là một vạch. Nhưng nếu tôi đi tiêm vaccine rồi lại biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, câu hỏi này thì chúng tôi ngay gặp ở điểm tiêm chủng đó. Thế sau đấy thì chúng tôi cứ nói đùa nhau là bây giờ làm nào để khẳng định được. Nếu như mà tại thời điểm này chính bạn cũng không khẳng định được, là không biết được là mình có thai hay không, để cẩn thận nhất thì chúng ta nên trì hoãn lại cái việc tiêm vaccine một vài hôm kia đã, để xem là mình có thai không. Nếu mà đúng là mình có thai mà lại dưới 13 tuần ấy, thường thì lúc này nếu nó dương tính thì bạn cũng sấp xỉ ở trong cái khoảng 3-4 tuần đâu. Thì chúng ta để qua cái giai đoạn cho nó đảm bảo an toàn. Tuy nhiên trong thực tế xảy ra thì chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp tiêm xong rồi về 2-3 tuần sau mới gọi điện lại là bác sĩ ơi, bây giờ em có thai thật rồi. Thế thì có làm sao không ạ? Thì các bạn ấy cũng hoàn toàn yên tâm là thực ra để đảm bảo chắc chắn 100% có sao không, thì vì không có cái gì để so sánh cả.
nên chúng tôi cũng không nói được là có một sao, hai sao hay là làm sao đấy. Tuy nhiên thì cho đến nay thì cái đảm bảo tính an toàn của vaccine, ngay kể cả với những phụ nữ mà mới biết là mình mang thai mà có tiêm vaccine, cũng không xảy ra một cái biến cố gì nghiêm trọng với sức khỏe của bà mẹ và em bé. Và các bạn ấy cũng lại hỏi thêm một câu nữa là: thế nhỡ em tiêm xong cái mũi 1 đấy rồi, thế xong em sẽ phải tiêm mũi 2, thì mà mũi 2 thì sẽ rơi đúng vào lúc là em biết mình có thai rồi, và lại cũng rơi vào cái khoảng thời gian mà Bộ Y tế đang khuyến cáo là dưới 13 tuần ấy, thì em có nên tiêm mũi thứ 2 nữa không? Quả thực là những câu hỏi rất là đau đầu. Nếu đi tiêm, nếu theo đúng khuyến cáo không có thai thì tiêm mũi 1 thì phải nên tiêm mũi thứ 2, nhưng mà rơi đúng vào cái thời kỳ nhạy cảm, nên thường thì chúng tôi cũng, cái này hoàn toàn linh hoạt, trả sách vở nó dạy thôi ạ. Thì chúng tôi cũng khuyên là, người ta nói là sau tiêm mũi 1 đã có hiệu giá kháng thể để bảo vệ mình trong khoảng thời gian này, thế cho nên là cái việc mà trì hoãn tiêm mũi 2 sau 13 tuần ấy, để đảm bảo cho nó an toàn hơn ấy, vì tiêm mũi 2 thì hiệu giá nó sẽ cao hơn nữa, thì chúng ta cứ đợi đến cái thời điểm đó, sau 13 tuần thì mình sẽ tiêm mũi 2. Dạ vâng ạ. Một cái câu hỏi cũng khá là thường gặp đến từ khán giả Hoàng Mai Khanh ở Hà Nội. Ông bà cháu vừa qua đi tiêm về thì không có biểu hiện gì, có phải do vaccine loại virus bất hoạt hợp với người già? Vì mẹ cháu đợt trước tiêm Moderna về bị đau tay và sốt, còn cháu tiêm Astra về thì cũng sốt cao. Xin bác sĩ Thanh có thể giải thích giúp cháu được không? Vâng. Mỗi một loại vaccine thì lại có những cái mức độ phản ứng khác nhau, nhưng tuy nhiên lại mỗi một cơ thể lại phản ứng với cái việc mà được tiêm chủng vaccine khác nhau. Đấy, cũng có nhiều bạn bảo là em sốt cao chắc là em sinh ra nhiều kháng thể, còn người già không sốt thì chắc là chả sinh ra kháng thể nào. Thì không phải đâu ạ. Khi mà chúng ta đưa vào thì cơ thể đều có cái kích thích để sinh ra kháng thể với các mức độ khác nhau, còn cái phản ứng của cơ thể sốt hay không sốt cũng là tùy thuộc từng cái cơ thể. Các bạn hoàn toàn yên tâm là không phải vì sốt thì mới sinh ra nhiều kháng thể, và không sốt là không sinh ra kháng thể gì. Dạ. Khán giả Nguyễn Thị Hương ở Hưng Yên hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng: em đang nuôi con nhỏ mà mai phải đi tiêm rồi, không biết là sau tiêm nếu có sốt thì có được dùng thuốc hạ sốt không? Vì em đang cho con bú mẹ 100%, nếu uống thì phải uống thuốc gì và liều như thế nào? Nếu uống thuốc thì sữa mẹ sau đó có bị ảnh hưởng không ạ? Câu hỏi này thì là chúng tôi cũng thấy rất rất là thực tiễn và cũng đã gặp trên trong quá trình chúng tôi triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19. Thì em đang cho con bú thì hoàn toàn là rất nên tiêm vaccine COVID-19 để chủ động phòng chống bệnh COVID-19 cho bản thân em, để có sức khỏe tốt hơn, để chăm sóc con. Thế và cái việc mà sau khi tiêm nếu có thể có sốt thì dùng các thuốc hạ sốt thông thường thì cũng hoàn toàn trong thời gian rất ngắn, tại vì chúng ta chỉ sau khi tiêm, thường các phản ứng thông thường nó chỉ xảy ra trong vòng một vài ngày đầu sau tiêm và sẽ giảm dần và tự khỏi. Nên nếu mà chỉ khi mà em sốt quá cao thì em mới phải dùng thuốc hạ sốt. Và trong trường hợp này thì với cái thời gian sử dụng không nhiều và thuốc hạ sốt thông thường là paracetamol, thì đối với người phụ nữ đang cho con bú cũng không có ảnh hưởng gì cho em bé, và em cứ yên tâm đi tiêm chủng, dùng các cái thuốc thông thường và vẫn tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ. Vâng ạ. Rất là cảm ơn những cái giải đáp vô cùng là hữu ích của hai chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe cuộc trao đổi giữa báo Sức Khỏe Đời Sống và các chuyên gia trong chương trình giải tỏa những lo lắng khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Hiện tại thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi thì vẫn đang nhận được rất là nhiều những câu hỏi. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình tại đây và sẽ gửi câu hỏi của quý vị đến các chuyên gia để giải đáp trực tiếp trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia. Xin kính chào quý khán thính giả. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Kim Thanh, Trưởng Bộ Môn Y học Gia đình, Trưởng Điểm Tiêm vaccine COVID-19 của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin kính chào. Hy vọng rằng là qua những giải đáp của hai chuyên gia thì quý vị cũng đã có thêm những kiến thức hữu ích về vaccine phòng COVID-19 để có thể thật là bình tĩnh và an tâm đi tiêm khi có cơ hội đến, để bảo vệ chính bản thân mình và bảo vệ cả cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.